Khi con làm theo hướng dẫn và cư xử tốt, cha mẹ và con có nhiều khả năng sẽ hòa hợp với nhau hơn. Thật bất ngờ khi một vài thay đổi đơn giản trong cách bạn nói chuyện với con cái là có thể tạo nên sự khác biệt. Dưới đây là 4 bước bạn có thể thực hiện để đảm bảo rằng con bạn sẽ làm theo các yêu cầu của bạn một cách thường xuyên hơn. Bước 1, thu hút sự chú ý của con bạn. Hãy nhìn con và gọi tên con khi bạn bắt đầu hướng dẫn con. Hãy hạ người xuống ngang tầm con để có thể dễ dàng giao tiếp bằng ánh mắt với con. Bước 2, luôn giữ thái độ tích cực. Thay vì bảo con đừng bày bừa thì hãy giao cho con một nhiệm vụ cụ thể, ví dụ như yêu cầu con dọn dẹp nhà bếp hoặc cất đồ đi giặt. Hãy thực tế, giữ im lặng suốt cả ngày là một điều rất khó, nhưng con bạn có thể tự chơi đùa trong 15 phút khi bạn đang nói chuyện với ai đó. Bước 3, hướng dẫn rõ ràng, đảm bảo rằng con bạn hiểu những gì bạn đang yêu cầu ở chúng, miêu tả chính xác những gì bạn muốn con làm bằng cách nói. Con hãy rửa tay trong 20 giây trước khi ăn tối, thay vì đơn giản rửa tay đi. Trẻ có nhiều khả năng sẽ làm những việc bạn yêu cầu hơn khi bạn chia nhỏ việc thành những bước nhỏ hơn. Bước 4, khen ngợi con bạn về hành vi tốt. Khi con bạn làm theo hướng dẫn hoặc cư xử tốt, hãy nói cho chúng biết. Điều đó thể hiện rằng bạn quan tâm và chú ý đến con và sẽ làm cho con yên tâm hơn. Hãy nhớ rằng bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với hành vi của con với 4 bước đơn giản sau. 1, thu hút sự chú ý của con. 2, giữ thái độ tích cực. 3, hướng dẫn rõ ràng. Và 4, khen ngợi con về những việc con làm tốt.